Hello tất cả các bác đã đến với kênh Audio 17 nha. Thì đây ngày hôm nay em lại mới cập bến về được một cái lô mic BBS này các bác này, BBS Pro Show với cái mã S320 các bác nhá, mã S320. Thì với cái dòng mic các bác cũng đã hỏi em rất là nhiều, tìm ra những cái bộ mic giá đâu đó khoảng hơn 1 triệu thì đợt ngày hôm nay em về cho tất cả các bác một lô mic. Chính xác là 10 bộ các bác, một lô mà chỉ được 10 bộ thôi, mới cập bến vào chiều ngày hôm nay em sẽ lên sóng cho tất cả các bác luôn. Thì cái mic này em sẽ báo giá luôn cho các bác này. Mic này hiện tại em bán mức giá chỉ có 1 triệu 7 một bộ thôi các bác nhá. Đấy, 1 triệu 7 một bộ mic BBS mã S320. S320 500 đây các bác nhá. Và cái dòng này thì nó cũng sẽ sử dụng dò sóng phía trước cho các bác luôn, sử dụng set đây, dò sóng phía trước đây. Phía sau thì vẫn sẽ là sử dụng hai anten riêng biệt, anten A và anten B đây. Cắm lộ 6 ly các bác nhá, lộ 6 ly. Khi các bác mua cái những cái dòng sản phẩm này bên em thì sẽ đầy đủ phụ kiện adapter cho tất cả các bác luôn. Nguồn nghiếc các thứ đầy đủ hết nhá. Các bác về các bác chỉ kiếm cho em một cặp pin về để hát hò thôi. Mic này thì khá là ok luôn, mọi thứ còn rất là đẹp các bác này. Đấy, côn BBS này. Đấy, BBS dòng mic này nhìn phải nói là chất lượng cực kỳ luôn. Đợt này về được ít nên là lên thanh lý cho các bác luôn, giá rất là tốt nữa các bác nhá. Bác nào quan tâm cứ liên hệ đôi nhiên số điện thoại này, này hoặc là số điện thoại mình ghi ở phía dưới màn hình. Và đây là cái màn hình trước, dòng này nó là dòng màu ghi trên cái nền màu đen nhìn rất là đẹp, nhìn cực kỳ là sang trọng luôn các bác nhá. Đấy, cực kỳ là sang trọng luôn. Ở đây là khoảng đâu đó khoảng 10 bộ thôi, 2, 4, 6, 7, 11 bộ bác. Đấy, 11 bộ mic BBS đẹp cực kỳ luôn. Đấy, bò chip các kiểu đây, nhìn rất là hầm hố luôn đúng không. Đấy, dòng này thì các bác về các bác sử dụng gia đình với tầm phân khúc khoảng hơn 1 triệu chơi bộ này là quá ok luôn rồi, không phải lăn tăn một cái gì nữa các bác nhá. Bác nào đang quan tâm yêu thích thì liên hệ sớm luôn để chốt được cái bộ mic này các bác này. Đấy, anten của nó này, anten này là của A này, anten này của B này. Anten này thì nó là dòng anten liền luôn rồi, nó không phải là dòng anten rời để mình tháo như những cái dòng khác đâu. Con này nó liền theo cái đầu mic luôn các bác này. Đấy, liền luôn nhá. Con này nó sử dụng là dòng 12 điện là 12 15V này, 600A này các bác này. Đấy, nguồn vào của nó đây hết nhá, đầy đủ thông số hết trên một cái mic này luôn. Đấy, các bác về là các bác chỉ việc cắm vào là chơi thôi. Cái này thì bên em đã rất là test tiếc hết rồi. Đấy, dọ mic mọi thứ nó còn rất là đẹp luôn các bác nhé. Dọ mic còn rất là đẹp luôn. Đấy, cái dọ mà ví dụ như cái nào nó xin cổ quá như vậy là bỏ luôn, thay cho các bác một cái dọ mới. Còn bác nào mà thích cái dọ zin này thì cứ báo cho em sẽ tặng cho các bác cái bộ zin này luôn, cho bác cái dọ zin luôn. Để các bác muốn trà giữ thì các bác làm gì các bác làm. Đấy, ok chưa? Mic mọi thứ rất là đẹp, chỉ có 1 triệu 7 cho một bộ các bác, hơn 1 triệu bạc các bác có một cái bộ mic xịn sò để bác chơi rồi. BBS nó là một cái thương hiệu gì đó, đúng không? Bác nào mà đã từng đi hát ở hát gia đình, hát hay là những cái đám cưới sự kiện đồ này kia thì các bác chơi cái bộ mic này quá ok luôn, giá mềm mại luôn. Bác nào đang quan tâm thì liên hệ luôn với X17 theo số điện thoại để phía dưới màn hình các bác nhá. Cảm ơn tất cả bác rất là nhiều. Nếu bác thấy video hay và nghĩa cho em xin một like, một nút đăng ký kênh để có những động lực ra những cái dòng sản phẩm tiếp theo phục vụ cho tất cả bác. Cảm ơn tất cả bác rất nhiều ạ. Xin chào tất cả bác.